Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Những tình trạng đau không nên bỏ qua. Thưa quý vị và các bạn, theo trang tri thức.vn, đau là dấu hiệu cơ thể đang gặp rắc rối. Nếu tình trạng đau kéo dài không đỡ hoặc nặng thêm hay lặp đi lặp lại, bạn cần đi khám bác sĩ. Sau đây là những tình trạng đau không thể xem thường. Đau đầu dữ dội. Nhiều yếu tố có thể gây đau đầu. Có thể là mất nước, ngạt mũi hoặc thậm chí là khó chịu. Nhưng nếu cơn đau đầu không giảm ngay cả khi bạn dùng thuốc, đó có thể là dấu hiệu xuất huyết não hoặc đau nửa đầu. Trong trường hợp này, bạn nên đi khám bác sĩ. Đau ở chân. Nếu bạn có cảm giác bỏng rát hoặc đau ở chân, đó có thể là dấu hiệu bệnh thần kinh tiểu đường. Các triệu chứng khác có thể bao gồm da khô, ngứa, khô miệng, chậm liền vết thương, nhìn mờ và đi tiểu thường xuyên. Tốt nhất, bạn nên đi khám bác sĩ để xem là bệnh tiểu đường hay đau chân bình thường. Đau lưng mãn tính. Đau lưng là tình trạng thường gặp khi bạn cúi xuống đột ngột hoặc ngồi nhiều giờ liền. Tình trạng này có thể xảy ra, nhưng nếu đau này không chấm dứt, nó có thể là do những tình trạng nghiêm trọng như rách động mạch chủ hoặc một số vấn đề về mạch máu. Đau bắp chân do chuột rút quá lâu. Chuột rút bắp chân có thể gây đau, nhưng nếu chuột rút kéo dài và đau nhiều, đó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu, là tình trạng có các cục máu đông trong mạch. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và cần hỗ trợ y tế. Đau không rõ lý do. Nếu bạn bị đau cơ thể thường xuyên và không có nguyên nhân nào được xác định, đó cũng có thể là do trầm cảm. Hãy đi bác sĩ để cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn. Đau bụng nghiêm trọng. Khó tiêu có thể gây đau bụng nhẹ, nhưng nếu bạn không thể chung sống hòa bình với tình trạng đau này, đó có thể là vấn đề bàng quang, tuyến tụy hoặc loét. Tốt nhất là nên đi khám trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng. Đau ngực. Đau ngực có thể là do ợ nóng, đau tim hoặc một số rối loạn tim khác hay đau cơ bình thường. Khi bạn có cơn đau nhói ở ngực, hàm, họng, bụng hoặc cánh tay, đó cũng có thể là do vấn đề về tim. Hãy đi khám bác sĩ để loại bỏ nỗi lo lắng. Lý do sữa được xem là thực phẩm thân thiện với xương vì chúng chứa canxi, vitamin D và protein. Một ly sữa có thể cung cấp cho bạn khoảng 250-300mg canxi. Sữa chua. Ngoài canxi thì vitamin D cũng rất cần thiết cho sức khỏe xương. Ngoài cách tắm nắng, bạn hãy bổ sung những thực phẩm giàu vitamin D như sữa chua vào chế độ ăn. Cá hồi. Cá hồi cũng là thực phẩm tốt cho xương. Chúng chứa axit béo omega 3 đóng vai trò trong hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi. Ngoài ra, cá hồi còn giúp bổ sung canxi, vitamin D và là nguồn cung cấp protein. Đậu trắng. Đậu trắng chứa kali, phốt pho, magie, canxi, chất xơ và protein. Hãy dùng đậu trắng làm nguyên liệu cho món salad để giúp xương chắc khỏe. Hạt vừng. Ăn một thìa hạt vừng mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe xương. Loại hạt này chứa vitamin D, K, phốt pho, magie và canxi. Trứng. Lòng đỏ trứng chứa vitamin D. Bạn hãy ăn trứng hàng ngày để tăng cường sức khỏe của xương. Rau chân vịt. Không chỉ cung cấp canxi, rau chân vịt còn chứa các dưỡng chất khác như vitamin A, C, magie, kali, sắt và chất xơ. Ngoài ra, đừng quên tránh xa thuốc lá, rượu và đường tinh chế. Bạn cũng nên duy trì thói quen tập thể dục, tận hưởng ánh nắng mặt trời và ăn những thực phẩm lành mạnh giúp bảo vệ xương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lối sống lành mạnh để phòng chống bệnh tăng huyết áp sẽ là thông tin mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.